Xin mừng mọi người đến với Have a Sip Uống Gì Không. Show này còn có nghĩa là những người đã từng quay không cay không về ngày này làm gì ở đâu. Một show cũng phỏng vấn người nhiều chữ. Đấy, nên là xin chào mừng Táo đến với Have a Sip. Yeah, chào mọi người, mình là Táo. Em cười gì trong lúc chị giới thiệu? Em chợt nhớ tới những trải nghiệm không cay không về hồi trước. Và em nhớ nhất là gì? Ban đầu này, lúc mà chào thì em tính hỏi là có phải có cái code gì giống hồi lúc trước quay cái đó. Sao em cứ nhớ ra em mắc cười. Đúng là trong không ngay không về. Nếu mọi người chưa biết show này thì là bọn tôi sẽ hay bị yêu cầu khách mời là cùng nói đồng thanh chữ không cay không về. Và cái phần hay nhất của cái phần này đấy là mọi người ai nói trượt đoạn đầu, tức là không ai bao giờ nói trúng được chữ không cay không về đầu tiên mà đồng thanh hết. Từ đó đến nay cũng đã 4-5 năm trôi qua. Em thấy khác nhất của em từ không nghe không về đến bây giờ là gì? Em nghĩ là cái vị trí em thấy được ở bản thân mình. Nó hồi là... trước vị trí gì và bây giờ là vị trí gì? Em đang ở cái nơi mà em lúc trước em hay nhìn, em hay ngưỡng vọng tới. Nó không hẳn là về những cái giá trị quá là cao siêu, chỉ là những cái mà em nghĩ là ok, mình muốn cái này. Thì bây giờ em đang có những cái ước muốn khác. Nhưng mà em đã ở cái ước muốn của em rồi lúc đó. Hồi đó em ước muốn gì? Thì em muốn có những cái thành tựu về âm nhạc, về một cái sự ổn định thì bản thân. Và cái thứ hai nữa là cái ước muốn rằng em biết em muốn gì. Thì bây giờ em biết. Có 3 thứ đúng không? Một là thành tựu cho âm nhạc. Thứ hai là sự ổn định. Và thứ ba là biết mình muốn gì. Thành tựu âm nhạc thì chắc chắn là mình sẽ nghĩ đến cái một cái cột mốc của em. Rất là have a sip luôn. Blue Tequila. Khi em viết bài hát và em ra bài hát, em có cảm nhận rằng là bản hit của đời tôi đang đến không? Thì ra thì lúc đó nó cũng hơi điện ảnh. Đó là khi mà em làm việc với Astro thì chưa bao giờ em có cái khoảnh khắc đó. Tự nhiên một hôm đang ngồi mix master xong Fuji nó quay qua, nó nói anh Táo có khi nào bài này hết không anh? Sao em nói không, đừng nghĩ nhiều cứ làm đi. Thì thiệt ra thì với những cái mà cái bài hát nó đạt được thì là những cái em lường trước, còn những cái mà nó đến cùng với bài hát đó thì là những cái em không nghĩ tới. Thì nó cũng là một phần mà em nghĩ là vừa may mắn và vừa không thật sự quá may mắn với em. Những cái chuyện bên lề. Đấy, cái đấy thì cũng phải bao lâu sau, lúc đấy cũng hot rồi. Chúng ta đang nói về cùng một thứ đúng không? Các bạn hiểu chứ? Đợt đó em cũng cố gắng để ignore nó đi. Và nhưng mà trong cái thời gian đó có nhiều người họ nhắn cho em, họ an ủi một cách không biết an ủi. Kiểu hồ mày cứ enjoy tại vì cái này nó có lợi cho mày mà. Nhưng mà em thấy em không có liên quan gì tới cái chuyện đó. Và cái bài hát của em nó xứng đáng được người ta thưởng thức một cách tách biệt. Chứ không phải là nhờ một cái gì khác. Tuy nhiên theo cách nhìn nhận của chị thì nó chỉ cái thời gian đấy thôi. Còn bây giờ thì nó được thưởng thức tách biệt rồi chứ. Thì em thấy vui là bởi vì mình có cái giá trị gì đó khiến người ta ở lại. Tại vì cái thứ khiến người ta tìm tới nó sẽ không giữ người ta lại đó lâu. Thì may mắn là có gì đó. Thì mình thấy kiểu Táo làm nhạc rất là hay. Mình nghe trước cái Tequila đấy, nghe các cái bản khác đều thấy trình chế tác ở trong đấy. Em có một cái cảm giác về việc là mọi thứ đến với mình hơi muộn không? Hay là em thấy là mọi thứ đều hợp lý? Thường thì em sẽ bị luôn luôn có hai cảm giác là rất tự ti và rất tự cao. Và em sẽ phải chọn để trình chiếu nó ra ngoài. Và em luôn cảm giác là những cái thứ mà mình trải qua nó khiến cho mình luôn chậm hơn người khác. Tức nghĩa là em đã làm được hết tất cả những cái mà em nghĩ ra trong đầu. Nhưng mà cái kết quả nó luôn sẽ có một cái rắc rối gì đó khiến cho nó tới chậm hơn hoặc là sao như thế nào đó. Nhưng mà cuối cùng thì em khi mà trở lại cái mặt kia, cái cực kia thì em lại cảm thấy là may mắn là mình bắt đầu từ cái điểm xuất phát nó luôn là thấp nhất, cho nên mình luôn đi tới. Em không phải bị cảm giác em bị lùi lại. Cũng là suy nghĩ tích cực cho một
ai lúc nào cũng bị kêu là tiêu cực như vậy kia, mình nghĩ em nghĩ là chỉ là em khó khăn trong cái việc tìm ra được sự cân bằng ổn định thôi. Tại vì em phải đổi qua lại giữa hai cái sai đó cùng một lúc rất là nhiều. Ngay từ đầu em biết rằng đến một lúc cũng phải hơi chậm một chút hay hơi khó khăn một chút thì mới thành công, hay là có một cái sự kiện gì đấy khiến cho em thấy là à ok, thôi khó một chút nhưng miễn là bây giờ mình thành công là được. Nó lại có một cái khoảnh khắc điện ảnh em hay gọi vui. Đó là trong thời gian giãn cách dịch, em bị mất niềm tin vô cái chuyện em làm, là bởi vì bản thân em lúc đó không có đủ sự ổn định để cuộc sống em nó không phải lo, để mà em chỉ có thể tập trung sáng tác. Nhưng mà bây giờ em phải lo để làm những cái thứ khác, bởi vì trong thời khoảng cách dịch thì cái nguồn thu nhập chính của em là đến từ việc làm nhạc và biểu diễn, thì lại không được đi biểu diễn tại vì giãn cách. Cái là em bị suy nghĩ rất là nhiều, và áp lực của cái việc mình là con một, đáng lẽ bây giờ là mình nên có những cái gì đó để lo cho gia đình. Ở trong cái phòng nữa, sao em nhìn đi nhìn lại thì cái sao kẹt của em là cái thứ mà khiến cho em làm nhạc nó lại nhắc nhở em, tại vì nó tên là Focusrite. Focus sao? Xong cái em ok em tự tại vì cái brand đấy đúng không? Không phải là chứ không phải là em đặt tên đúng không? Ok. Xong em ok em tự hủy hoặc mình là ok, hãy cứ tập trung đúng đắn vào cái điều đó. Em cứ tiếp tục làm nhạc xong rồi sáng tác. Blue Tequila xuất hiện. Cái đó là lúc đó sau Blue Tequila sau rồi. Blue lên. À thế đôi khi là mình đặt một cái gì đấy rồi mình lại drop xuống à? Thì khoảng thời gian đó em nhận ra một chuyện là mình đang không thực sự khó khăn như mình nghĩ. Tại vì em chợt có một cái suy nghĩ là thiệt ra để mà có được một cuộc sống với thu nhập ổn định, nó là việc của em chưa bao giờ làm. Những cái giá trị mà em làm ra khi mà em lao động, em luôn muốn nó là giá trị tinh thần, thì tất nhiên nó sẽ không mang tới giá trị vật chất đủ như em nghĩ. Thì em không có quyền than thở là em khó khăn, bởi vì em chưa có lao động để kiếm về cái giá trị vật chất. Em chỉ đang lao động về giá trị tinh thần, và suốt ngày cứ thấy mình thiếu thốn bởi vì giá trị vật chất, thì nó không công bằng với cái cuộc sống đó. Cái em không cho mình được than thở về cái chuyện đó nữa. Thì em nghĩ là giờ ví dụ như muốn những giá trị về tinh thần thì cứ làm nhạc tiếp, còn nếu mà mày muốn nghĩ về cái chuyện là cuộc sống ổn định thì hãy nghĩ những cái đường khác để mà làm về cái giá trị đó, chứ không có khả là sao tôi làm cái này mà tôi không được cái kia hoài. Một người làm đĩa than mà lại không nói chuyện than thở thì sao được. Đến một lúc, một cái điểm nào đấy, hai cái đường này nó sẽ không còn song song nữa chứ, nó sẽ phải chạm nhau chứ. Tức là giá trị vật chất và giá trị tinh thần, ở đến một thời điểm nó sẽ gặp nhau, nó sẽ có, mình sẽ có cả hai chứ. Em nghĩ là nếu như mà em học được cách sử dụng tốt cái phần đầu tư của mình thì em sẽ cho hai đứa nó giao nhau được. Tại vì bản thân em lúc trước em cũng hay nói là nhạc của em sẽ tìm cách xài hết cái tiền nó kiếm ra. Bởi vì em không cho phép em được làm nhạc bị giống nhau. Và nếu như mà em có điều kiện thì chắc chắn em sẽ làm hết sức với cái điều kiện đó. Và khi làm hết sức với cái điều kiện đó thì em lại không có điều kiện nữa. Nên là cứ như vậy. Nhưng mà em nghĩ là nếu mà tìm được cách thì sẽ tốt. Và em cũng muốn vậy. Em cũng tập cho người ta được cái thói quen chi trả xứng đáng cho cái phần công việc của mình về phía âm nhạc rồi. Em có nghĩ cách em làm đang hơi cực đoan hay không? Khi mà tại sao phải mình xài một nửa cái mình kiếm được cho cái sản phẩm tiếp theo cũng được mà. Có phải là nó cần một cái sự là tôi phải đẩy đến cái mức là tôi ở cái gì hờ của việc là... Có thể em sẽ lâu lâu nghĩ là nó cực đoan, nhưng mà tới cái lúc làm cái đó em không bao giờ nghĩ tới cái chuyện cái ngưỡng mức đó. Bởi vì với em cái giới hạn nó được sinh ra chỉ là một cái gì đó khiến cho em muốn nhảy qua nó một xíu. Em muốn đi hết xem như thế nào. Vừa may mắn mà vừa xui thay là ekip cũng vậy. Nghĩa là sau khi ngồi tính vô chết rồi, thiếu. Xong rồi bắt đầu kiếm. Chứ chưa bao giờ nghĩ là ok, cái này là không được, thôi bỏ luôn. Và đấy có phải là cái kiểu kim chỉ nam trong việc em sáng tạo không? Ok, ranh giới là một thứ để nhảy qua. Phải có một cái bờ vực ở đấy để làm cho mình muốn nhảy.
Em hay nói em là người tôn thờ sự mới mẻ, sáng tạo. Em không muốn làm cái gì đó mà người ta làm đi làm lại quá nhiều. Và em luôn tìm cách nhìn khác đi và sử dụng khác đi những cái cách người ta hay làm. Ừ. Để mà em tạo ra một cái gì đó nó là em nhất có thể. Ừ. Thì ở cái lúc đó em không nghĩ nó là giới hạn gì hết. Chỉ là khi ngồi phân tích lại để mà cái tính khả thi của nó thì mới bắt đầu thấy cái giới hạn của mình. Nhưng mà sau đó lại vượt qua được cái đó. Ừ. Cũng nhờ nhiều người xung quanh. Thực ra tất cả những gì Táo nói là chị rất hiểu. Và chị cảm giác như là có một cái bộ lạc những cái người như vậy. Hơi phải đẩy nó hơn mức một chút. Cái nhu cầu tìm ra mình quan trọng với em. Em nghĩ là có, rất có. Cái suy nghĩ của mình nó rất trừu tượng. Nhưng mà nếu như mà nó là một cái bản thể thật nhất đó, thì em phải tìm được bằng mọi giá, em phải đưa nó ra cuộc sống mà người ta nhìn thấy được cái nguyên bản nó nhất. Em không muốn kiểu là làm sao để dễ hiểu hơn, làm sao để dễ đồng cảm hơn. Ok, tôi đã trải qua những cái thử thách này để tôi tìm ra được cái ý tưởng đó. Mọi người cũng hãy thử thử thách bản thân để mà hiểu được cái ý tưởng này. Nếu mà những suy nghĩ của mình rất trừu tượng nhưng mình không cố gắng làm cho nó dễ hiểu thì mình làm thế nào để người ta hiểu được? Có một cái gọi là kỹ năng gì đây không? Thì em có nhiều cái thử nghiệm. Nhưng mà với cái Blue Tequila là cái lúc đó em muốn thử nghiệm rằng có lẽ người ta không hiểu được một suy nghĩ nào đó bởi vì người ta không ở ngữ cảnh đó. Và bài nhạc của mình nó sẽ chỉ là một cái yếu tố trong một cái ngữ cảnh thôi. Em muốn thử nhiều hơn. Thì đợt đó em mới thử là nếu như tôi muốn nhìn bài nhạc của tôi thì nó sẽ nhìn như thế nào. Tôi muốn ngửi, tôi muốn nếm nó. Và đó là lý do tại sao em collab với rất nhiều nghệ sĩ ở những cái lĩnh vực khác nhau để mà em đưa cái người xem vào cái đó. Tại vì hồi trước mình, lúc mà mình học văn học, mình hay có làm hiểu cái hoàn cảnh sáng tác. Ok, bây giờ nếu mà người ta thưởng thức nhạc của mình theo cái setup mà họ chọn thì họ sẽ có góc nhìn khác. Và nếu như nó theo setup của mình thì sao? Thì lúc đó em mới làm ra cái đó. Và nó kéo dài hết cái EP đó. Sau đó là cái triển lãm. Thì đó là một trong những cách mà em cố gắng để em đưa ra cái sự nguyên bản của em nhất. Là trong lúc tôi sáng tác tôi đang có những cái ý tưởng này. Và nếu như mà tôi nghĩ rằng cái bài nhạc của tôi nó ở trong này và những cái thứ mà tôi sáng tạo ra nó ở trong cái ngữ cảnh này thì có thể bạn sẽ hiểu được tôi nếu mà bạn ở trong đó luôn. Về một phần nào đó nó cũng hiệu quả. Tạo ra ngữ cảnh. Hoặc là có một cái ngôn ngữ của mình, đúng không? Để cái thứ mình nói, chị chỉ đang ngồi tự phân tích lại những gì em đã nói. Những thứ mình nói trong đầu thì chỉ có mình biết. Xong rồi thì mình sẽ phải hơi dạy cho người khác hoặc dạy cho chính mình một cái kiểu ngôn ngữ. Xong rồi mình diễn đạt lại. Thường thì cái quá trình mà nghĩ một thứ trừu tượng cho đến lúc nó ra thành một cái sản phẩm, thì người ta có thể ngửi, người ta có thể nghe, người ta có thể nhìn, nó sẽ mất bao lâu? Và lúc nào thì em biết là tôi đã tìm ra thứ để khiến người ta có thể hiểu được cái của tôi. Sẽ có những cái nó rất nhanh, có những cái nó rất mất thời gian. Mọi thứ em làm cho tới bây giờ em vẫn nghĩ em là một người rất cảm tính. Em liều lượng của tổ tiên. Em thấy ok, cứ thấy bây giờ tôi cảm giác. Và cái thứ đó em biết là nó gây ra rất nhiều khó khăn với những người làm việc chung và kể cả những người cố thưởng thức nhạc của mình. Nghĩa là tôi cảm giác chưa được. Tôi có thể nói ra bằng những cái thứ kiến thức tôi biết. Nhưng mà maybe là kể cả khi làm xong những cái kiến thức đó tôi vẫn cảm thấy nó chưa được. Em chỉ có thể biết là cái cảm giác đó, cái trực giác của em thế là ok, bây giờ tới lúc đưa ra rồi. Hoặc là cái điều kiện thuận lợi nhất là ok, mọi người đều đã chơi, ok chơi. Rồi thì nó, thì đó là cái lúc gọi là thuận tiện nhất để mà đưa ra cho mọi người. Và khi đó thì em nghĩ là em cũng không quan trọng cái react của họ nữa. Mà là ok, tôi đã làm hết sức và cái ngưỡng mức của tôi, giới hạn của tôi tới đây. Và đó. Thì trong cái khoảng thời gian khó khăn đó em lại xem mấy cái về kinh doanh này nọ thì em lại tiếp tục tự huyễn hoặc mình bằng một cái kiến thức là mạnh dạn chốt lỗ. Nghĩa là ok, cái này tao không làm được gì mới hơn nữa. Cứ sản xuất nó ra, release nó ra để mà làm cái khác. Đó, thì em áp dụng cái kiến thức đó qua. Có bao giờ em phải làm một cái gì đấy mà nó không giống là em lắm và em vẫn cho ra không?
Tại vì em nghĩ là thực ra bản thân mình, kể cả khi nói dối, nó vẫn là một cái nói dối theo phong cách của mình. Cái gì nó cũng sẽ là cái để xả cái của mình ra rồi. Thì em nghĩ là em chưa có cái nào mà nó không phải là em. Kể cả mấy cái về commercial hay này nọ, thì em cũng luôn tìm cách để đưa cái của mình vô đó. Tức là lúc nào cũng là mình hả? Em nghĩ vậy. Và không lúc nào biết là à, cái này không phải là mình. Có cái cảm giác nào? Hôm nay sẽ phải nói chuyện về cảm giác rất là nhiều. Bởi vì thực ra cái câu này chị nghe từ Tiên Cookie nhá, là nhạc của Việt Nam rất là thiếu cái tính cảm giác. Mình sẽ chỉ có chạm đến những cái cảm giác rất cơ bản như là buồn, vui. Có nhạc buồn, nhạc vui thôi. Trong khi kiểu cái cảm xúc ngoài đời mình có biết bao nhiêu những thứ hoang mang, một sự mong manh, tức là những cái thứ đấy không được miêu tả trong âm nhạc hiện đại Việt Nam. Trong khi mình nghe kiểu một cái bản nhạc cổ điển là nó có biết bao nhiêu cung bậc ở trong đấy. Thì quay về cái câu chuyện cảm giác, không có lúc nào em cảm giác em biết là đây không phải là tôi à? Hầu hết là em sẽ đưa ra những thứ mà là tôi. Đúng rồi. Em bị bảo thủ trong chuyện đó. Có nghĩa là có một khoảng thời gian em quyết định là em sẽ loại bỏ những cái quan điểm khác ra khỏi cái circle của mình. Ok, tôi chấp nhận anh không cùng quan điểm với tôi, và tôi sẽ là người một mình làm chuyện đó. Chứ nó không phải là đúng sai nữa, mà là ok, có nghĩa là tôi không có người đồng hành này, và tôi sẽ tự làm nó một mình. Sau đó tụi mình sẽ đối chiếu cái kết quả với nhau cho vui. Tại vì tôi cũng không có, cho dù nó là khó khăn hay là nó là như thế nào đó, thì tôi cũng không nghĩ là nó sai. Và cái đó nó kéo dài đến một lúc em cảm giác ok, bây giờ tôi có thể dung nạp lại những cái quan điểm khác, nhưng mà tôi vẫn sẽ chọn làm theo cách của tôi. Tới giờ nó vẫn làm như vậy. Mà em ít khi nào cảm thấy mình không được là mình. Nhưng mà nếu mà làm mà không có cộng sự, hay là không tự mình phải làm, thì vất vả hơn rất nhiều mà. Thật ra thì dạo gần đây khi mà người ta hỏi em là để mà làm nhạc em cần những gì, câu trả lời của em nó lại thêm một cái thứ mà hồi trước em không có, đó là một người bạn. Sau cái khoảng thời gian làm EP xong, em với cái những người bạn của em là Astro cũng quyết định là thôi ngưng với nhau một thời gian để mà tìm ra được cái gì đó mới. Tại vì tụi em gắn bó và tụi em bị sợ sẽ nhìn thấy nhau và bị không nhìn thấy người khác. Và đó, thì sau cái khoảng thời gian, cái khoảng đó là từ cuối năm ngoái tới đầu năm nay, em rất là hơi chật vật tí. Tại vì phải thích nghi với cái việc ok, mình đang trở lại cái việc một mình của mình. Nó cũng khiến cho em có rất là nhiều suy nghĩ, xong rồi tự điền lại những cái thứ mà mình thiếu. Tại vì lúc trước thì mình nghĩ là mình với những người anh em này là hai cái bánh răng, và nó đã khít với nhau cái phần thiếu của nhau. Và bây giờ em phải khuyết lại những cái phần thiếu của em. Nó cũng vui nhưng mà nó cũng buồn, cũng lẫn lộn. Ngày nay thì người ta hay dùng cái từ nghe nó rất là commercial, là kiểu đa nhiệm ấy, kiểu ai rồi cũng sẽ phải làm cả việc của người khác nữa. Em có một cái câu giỡn là tôi hay nhờ người khác làm những thứ mà tôi không chuyên, để rồi sau cái dự án đó tôi sẽ làm được cái đó. Bởi vì người ta không làm theo ý tôi được. Tôi tự học cái kiến thức xong rồi tôi làm. Nhiều khi nó lại là một cái gì đó khiến cho em cảm giác là em phải biết nhiều hơn. Chỉ một điều em nhận ra được là em sẽ không thể biết quá sâu, chỉ là cái bề mặt của nó. Và em học hết tất cả những cái thứ mà em hợp tác chung để em tìm ra được cái cách nói chuyện với những người đó, để họ hiểu được em đang muốn họ làm cái gì chung với em. Lúc trước trong cái cuộc, một vài cái cuộc chat thì Tảo bảo là chứ em kiểu rapper nhưng mà lại còn hát nhạc thì buồn. Xong cũng thỉnh cái hình, có một em gửi một lần bản demo chị nghe xong chị không biết nhận xét như nào, một cái death metal. Tức là cũng thì chị tò mò là bây giờ em đã định nghĩa được âm nhạc của em chưa? Rồi. Và em cũng tìm được cái giải pháp cho cái việc, cho những thứ em muốn làm. Đó là hồi trước em hay bị cái nỗi sợ là khi mà mình thử nghiệm những cái mới, người ta sẽ mất lòng tin vào cái cũ của mình. Vậy thì tại sao mình không làm một cái mới trên một cái identity mới?
Và cuối cùng thì cái người trên sân khấu đó cũng là một cái nhân dạng do em tạo ra. Vậy tại sao em không tạo được nhiều nhân dạng khác nhau? Em muốn làm ra thêm một cái nhân dạng khác nữa để mà làm những cái thứ mà em nghĩ rằng nó sẽ không phải là táo. Wow, đắc bù quá. Chị tưởng em sẽ có một tên kiểu khác ấy, xong rồi tung ra những bản nhạc theo phong cách khác. Thật sự là như vậy. À thế à? Thì sắp tới em run cái dự án đó với band. Thì em muốn mọi người hiểu là thiệt ra với em thì cái người ở trên sân khấu sẽ ở lại đó, là cái người mà họ muốn xin chụp hình và chữ ký là cái người ở sân khấu. Còn ở ngoài đời em là người bình thường thôi. Và em được quyền có thể tạo ra thêm nhiều cái người trên sân khấu khác nhau để có nhiều cái thử nghiệm khác nhau. Và họ không phải ok quá mệt mỏi là ủa tại sao ông này lại biến chất thành cái người khác hay gì đó. Tại vì thật ra họ cũng chỉ thích cái phần trình diễn của em chứ chưa chắc gì họ đã thích con người ở ngoài của em. Và em cũng không có nhu cầu phải bán câu chuyện của mình cho cái người ở trên kia. Mọi người có thể thưởng thức những cái sản phẩm đó, những cái màn trình diễn đó và những cái sản phẩm trên mạng. Với cái tên táo đó thì hãy đánh giá những cái người táo đó bằng những cái sản phẩm đó. Còn cái chuyện cuộc sống của em nó là phần đứng tư. Và khi đó em được quyền tạo thêm nhiều cái identity khác. Và sau này khi mà em xuất hiện với công chúng, với sân khấu ở cái giao diện nào thì người ta sẽ gọi cái đó, thì em rất là thích. Chị thấy mâu thuẫn ở đây. Đấy là em làm nhạc để thể hiện mình, xong em lại phải thấy rằng là trên sân khấu là táo thôi, không phải là tôi. Tôi ở ngoài khác. Em hãy giải thích sự mâu thuẫn này. Đó cũng là cái câu hỏi mà em hay trả lời, em hay hỏi. Đó nghĩa là khi lúc trước em hay nghe người ta nói là làm nghệ thuật vị nhân sinh và vị nghệ thuật. Nhưng mà nếu như không có một trải nghiệm về cuộc sống nào thì làm sao viết ra được nhạc về cuộc sống của chính mình được. Và rồi em nhận ra là khi mà em làm ra những cái bài nhạc đó với cái tên táo đó, nó là một cái thói quen khi buồn của em. Nó cũng chỉ là một cái cách khai thác cảm xúc và đưa ra, nó phản ánh con người lúc buồn của người này. Nhưng mà nó không thực sự muốn như vậy. Tại vì cái sự mâu thuẫn nó luôn nằm trong em. Và em cảm giác được là khi mà tôi đem ra với mọi người ở một cái lĩnh vực là biểu diễn và âm nhạc đó, thì mọi người hãy chỉ đánh giá nó ở cái ngưỡng đó thôi. Em không phải là người có thể chịu được những cái việc là người ta sẽ nhìn mình sống ở ngoài như thế nào. Đôi khi em cũng không biết giải thích nó ra như thế nào. Chỉ là em muốn tách biệt cái đời sống của hai cái con người đó ra để mà em được yên tĩnh khi mà em đứng xuống dưới sân khấu. Cái sự tách biệt đấy, chị cũng đã phỏng vấn rất là nhiều người mà họ, cuộc sống của họ trở thành nội dung của họ. Chị cũng hay nghĩ là nếu mình sẽ không thể nào mà đi du lịch và hưởng thụ được một cái chuyến du lịch nếu mình đang quay về cái chuyến du lịch đấy, thì không biết nó có phải là cái cảm giác giống như vậy không, là tôi ok đây là tôi trên sân khấu và mọi người hãy biết về điều đấy thôi, còn tôi muốn giữ một cái cho tôi. Với em, kể cả là lên sân khấu em cũng rất ít tương tác. Khi mà chị xem qua những cái màn trình diễn của em thì có thể em giao tiếp, nhưng mà khi mà em biểu diễn thì em sẽ không có quá nhiều sự tương tác với khán giả bên dưới. Bởi vì em muốn giữ cái phần trình diễn của mình là cái để họ xem. Thì hồi trước em hay có một cái mà em nghĩ là tiêu cực, là em diễn cho hay chứ không diễn cho vui. Có vài người họ lên, họ khuấy động sân khấu và họ làm mọi thứ rất là nhiệt. Nhưng mà em không được cái đó. Em chỉ cố gắng làm ra những cái màn trình diễn nó đặc biệt và nó đặc biệt theo cách của mình, nó có kịch bản, nó có những cái thứ nội dung theo cái bài nhạc của mình. Và khi đó thì nó lại không được cái sự tương tác với khán giả ở dưới, nhưng mà nó sẽ được đảm bảo cái chất lượng của nó 100% là ok, cái này là không có một cái gì nó vượt ra ngoài cái tầm kiểm soát của mình. Vô hình chung khi đó nó sẽ là một cái màn rất là một chiều, là tôi biểu diễn và bạn chỉ được xem cái phần biểu diễn đó mà bạn không có được tham gia vô hay là cái gì đó. Thì em bước xuống đời sống của em cũng muốn vậy. Đó nghĩa là tôi sẽ cho mọi người thấy cái mà tôi muốn mọi người thấy. Còn mọi người không được yêu cầu tôi là mọi người muốn thấy cái gì. Thì em nghĩ cái sự riêng tư mà em nói đó là như vậy thôi. Nghĩa là ok, tôi hãy public một cái gì đó. Thì đó là lựa chọn của tôi. Tôi không có làm gì theo yêu cầu của ai hết. Giữ được cái đấy khó không?
thật sự cũng khó. Ừ. Về cơ bản dù muốn hay không thì em vẫn đang sống và làm việc trên sự công nhận của mọi người. Và đôi khi đó là một cái bẫy với em thôi. Nhiều người họ nghĩ là khi mà họ viết ra cái gì đó họ luôn được sự đồng tình. Và tới một ngày nào đó họ không được sự đồng tình đó nữa. Họ phải tìm cách nói gì đó cho những người khác lại đồng tình để họ lại cảm giác được công nhận. Vậy thì là họ đang làm theo cái thứ mà những người đồng tình muốn, chứ họ không làm những thứ khiến người khác đồng tình. Thì em thấy được cái điều đó. Và em cố gắng nhắc bản thân mình mỗi ngày là mình đang làm cái này để mình thể là mình làm, hay là để mọi người đồng tình. Wow, cái em vừa nhắc đến chị nghĩ là khá là một vấn đề mấu chốt của hiện tại. Chúng ta đang sống một thế giới mà đo bằng việc đồng tình, đo bằng likes, đo bằng share, đo bằng tương tác. Chị vẫn muốn tìm ra cái cách làm thế nào để mình biết rằng là mình có thể sống vẫn ổn mà không cần like, share, tương tác. Thực ra không cần thì không đúng, nhưng mà không tính đến những cái đấy. Em cũng không biết nữa. Tại vì với em có một cái suy nghĩ là thiệt ra mọi thứ nó cũng chỉ là phương thức. Có nghĩa là sau trước khi có mạng xã hội thì mọi người vẫn like, share và tương tác bằng những cái thứ khác. Nghệ sĩ sẽ được trả con vịt, ký gạo, nó cũng là một thứ. Và sau này được trả bằng cát xê là tiền, thì cũng để dùng để mua con vịt và ký gạo. Và mọi thứ nó đang chỉ là đổi cái giao diện qua một tí thôi. Cho nên em không chắc được rằng mình có thể nào sống tốt với cái sự không tương tác. Bởi vì giống dĩ tụi mình đều luôn khát khao sự kết nối. Và cái đó là nó được tính bằng sự công nhận. Và maybe là với bạn, những người mình biết, mình sẽ cần sự công nhận kiểu khác. Nhưng mà với những người mình không quen biết thì ngoài like, share hay là đi coi show của mình cũng không biết là mình đòi hỏi họ cái gì nữa. Thì thôi thì mình cứ ok, bây giờ nếu mà đây là cách duy nhất mà bạn có thể chi trả cho tôi khi mà bạn thưởng thức những cái phần tác phẩm của tôi thì ok, tôi chấp nhận nó. Nhưng mà nếu bạn yêu cầu tôi làm cái gì đó, kể cả khi bạn chấp nhận trả cho cái phần yêu cầu của bạn, thì tôi đang không sẵn lòng làm cái đó thôi. Thì cái đó là cách mà khiến cho em cảm thấy ổn. Là bởi vì em đang không bị sợ rằng sẽ phải chờ đợi người khác để mà mình sống tốt với mình. Ý là em cảm giác là nếu mà mình làm một cái gì đó theo yêu cầu, rồi tới một ngày họ yêu cầu gì đó khó, hoặc là họ không yêu cầu nữa, thì mình lại không biết phải làm gì. Cái nỗi sợ đấy ấy, nó có một cái nỗi sợ theo kiểu là biết đâu người ta yêu cầu nhưng mình không kiểu deliver, mình không làm được theo cái kỳ vọng của họ. Tại vì em nhắc đến là sợ rằng là yêu cầu xong đến một lúc không yêu cầu nữa, hay là sợ là yêu cầu nhưng mà... Thực ra cũng có. Em sợ bị nhìn thấy sự thất vọng của người khác về mình, và họ đôi khi không buồn che giấu chuyện đó. Trước đây khi em làm bản thân em cũng đã thấy được rất nhiều sự thất vọng của người khác. Và em không muốn là khi mà tôi làm theo ý của bạn mà bạn cũng thất vọng. Thì lúc đó mình thất bại nhiều quá, mình không handle nổi cái đó. Lần đầu tiên mà em bị cái cảm giác rằng là người khác thất vọng về mình, em có nhớ được lần xa nhất là bao giờ không? Khi mà em không đạt được cái kết quả học tập mà cũng thay đổi cái con đường chọn lựa của em. Em nói chuyện đó cũng khá lần về gia đình của em. Và đó là hay là cái sự thất vọng mà em nghĩ là em sẽ không thể nào quên được. Tại vì cái đó nó thay đổi hoàn toàn cái cuộc sống của em. Từ lúc đó cho tới về sau. Tức là bây giờ cái cảm giác rằng là ai đấy sẽ thất vọng nó còn ở trong em nhiều. Mình mỗi lần mình làm cái gì đấy mình có bị nghĩ nhiều đến cái cảm giác đấy. Đôi khi không phải là em khó tính với khán giả, nhưng mà đấy, mình chỉ là sợ cái sự thất vọng của em nó sẽ đi từ bản thân em tới những người gần em nhất. Xin lỗi, nhưng mà khán giả là cái người cuối cùng em có thể sợ. Thế thì là cái bên trong. Em hay thất vọng bản thân em à? Đôi khi. Đôi khi là mật độ như nào? Em... mỗi ngày. Buổi sáng em thất vọng bởi vì em ok có thể ngủ dậy trễ, mất hết nỗi ngại. Và đôi khi kiểu như vậy, và có những cái thất vọng nó rất là thường nhật, và có những cái thất vọng nó lớn hơn khi mà em nhìn lại. Đó cũng là cái khiến cho em bị mất thời gian nhiều. Là mỗi lần mà em học được cái gì nó mới, xu hướng của em nó sẽ bác bỏ hết toàn bộ cái cũ. Và nó khiến cho em mất rất nhiều thời gian. Từ cái album Đĩa Than mất 4 năm cho tới cái EPY cũng tầm tầm đó năm. Khi mà cả em, cả anh em Astro, cả những người trong ekip tìm được cái gì mới, không phải là để nâng cấp cái cũ mà là bỏ hoàn toàn.
đôi khi cái đó nó cũng được thể hiện qua sự thất vọng thôi. Tại sao hồi đó mình nghĩ vậy trời, kiểu vậy. Thì đó là cái đó. Và khi đó em luôn bị áp lực là phải tìm ra cái giải pháp liền. Khi mà mình cảm thấy cái sự thất vọng nó nhen nhóm tới rồi thì mình phải giải pháp với nó liền để mình không bị cái cảm giác đó nó kéo mình xuống. Em có hay thất vọng về người khác không? Có. Nhưng mà em sẽ chọn cách là em để cho họ xong cái phần của họ trong cái khoảng thời gian đó với em. Rồi em ngưng tương tác với họ một thời gian. Em có hay thất vọng về tình yêu không? Đôi khi. À, cũng hàng ngày à? Mật độ đôi khi, mỗi lần em chữ đôi khi chúng ta dịch ra là mỗi ngày. Đôi khi này thì lâu hơn. Bởi vì bản thân em nghĩ em... Tại vì tình yêu thiệt sự không hẳn là chỉ có người kia. Mà mình trong tình yêu cũng khiến mình thất vọng. Và em không phải là một người bạn để yêu tốt. Em không có quá nhiều thời gian, em không có thể sắp xếp được cái thời khóa biểu của mình cho nó tốt. Và những cái vấn đề khác nữa. Tức là em nói như kiểu em là một người quản trị thời gian rất kém ấy đúng không? Một rất kém. Thế à? Cái điều gì dẫn đến cái đấy? Em có một cái thứ em luôn đặt ra là em sẽ luôn làm cái mà em muốn nhất. Chứ không phải là cái mà em tính trước. Hơi buồn cho quản lý và trợ lý là mọi cái thời khóa biểu nó chỉ mang tính tương đối, và khi nào cái nào official với người khác thì nó mới nên được tuân theo. Còn lại là ok, tao cảm thấy bữa nay không được vậy thì nó nên không nên vậy. Và cái đó nó ảnh hưởng rất nhiều tới những cái thứ khác xung quanh em nữa. Chị biết những người như em. Khi mà đồng hồ sinh học của mình khác với người khác, chị hay mang cái câu chuyện này ra nói. Bởi vì chị có một cái người bạn hồi xưa là bọn chị sẽ ngồi cà phê đợi 3 tiếng và không thấy xuất hiện. Và sau đó 3 tiếng sau gọi điện và nói là mọi người còn ở đấy không? Và hỏi là sao trễ thì nói rằng là bởi vì là bạn ấy đang đi ngang qua một cái chỗ, cái đống quần áo vừa mới giặt xong phơi khô ấy, bạn ấy có nhu cầu phải gấp cái đống quần áo đấy lại. Thì sau này chị hiểu là à ok, có một số người cái đồng hồ sinh học của họ rất là khác. Họ sẽ ăn khi đói chứ không phải họ ăn vào lúc 12 giờ trưa. Tuy nhiên tin vui cho em là bạn ấy bây giờ rất là kiểu như là bạn ấy làm đạo diễn các cái sân khấu lớn ấy. Bạn ấy hiểu là không thể như thế, bạn bắt đầu bạn ấy chỉnh. Em cũng không biết phải tình vui cho em không, tại em thấy những người xung quanh em bắt đầu quen với chuyện đó và họ cũng vậy với em. Chị nghĩ đấy là một kiểu thành công. Với em thì em sẽ có những cuộc hẹn với những người và cái cuộc hẹn nó rất quan trọng, kiểu alo Y hả, alo Hiền hả, 3 giờ chiều nay nha, ngồi bàn công việc gấp. Xong tới 3 giờ không thấy ai nhắn hết, cũng chiều coi phim tới tối xong nhắn. Ủa hình như chiều nay phải gặp nhau đúng không? Nhưng mà thấy chưa hứng lắm, ok vậy thôi bữa khác đó, không ai trách móc ai mà kiểu ok rồi. Nhưng mà cũng không bao giờ bàn việc được đúng không? Đúng. Thường thì công việc bằng cái nào đó nó sẽ xong khi mà wow. Chị nhớ ra chị nói chuyện với ai cũng dùng một cái năng lực của mình để kiểu như là... Nhưng mà em cảm giác được là cái điều kỳ diệu nó nằm ở đó. Xin lỗi vì chị cười nhưng mà cái đoạn này nó buồn cười. Không sao, em hiểu được vấn đề đó. Em biết là cho dù có giữ đúng giờ và gặp nhau lúc 3 giờ cũng thì không được. Cũng sẽ không cái việc đó. Ok, tự nhiên đùng một cái mà tới cái lúc mà bằng mọi giá là nghĩa là ê tao đang bận xíu, ok mày ở đâu tao chạy qua đó tao nói mày 5 phút rồi xong thì cái đó là nó sẽ là cái đó đúng nhất. Wow, concept của em chính là có một chữ để miêu tả thôi. Mà Phật giáo và tất cả các tôn giáo khác sẽ dùng đấy là cái duyên. Tức là mọi người hay nói là bây giờ tùy duyên, đến cái lúc thành là thành, đúng không? Phải không? Đâu mày mới vừa bỏ cái sao tốt về chữ đó xong. À thế à? Sao tốt là gì? Mình gặp nhau, mình gặp bạn là mình có duyên với bạn. Còn nếu bạn không gặp lại được mình thì là bạn vô duyên với mình. Tại sao cái thời điểm này người ta lại kiểu embrace, người ta lại kiểu tôn thờ cái chữ duyên? Tại vì em nghĩ cái đó nó đủ bí ẩn để đổ thừa. Góc nhìn của em là vậy thôi. Tức nghĩa là sẽ không ai phân tích quá nhiều và cũng không ai hỏi quá nhiều. Với một người mà em chưa bao giờ biết, họ hẹn gặp em xong em không biết tìm lý do nào để gặp họ thì em sẽ nói ok, khi nào có duyên chúng ta sẽ gặp nhau. Tại vì cái duyên nó đủ bao quát để mà nó khiến như người ta hiểu rằng ok, mình không nên hỏi gì thêm, hoặc là wow. Mình nên tìm cái gì đó để nó fit với cái chữ duyên đó.
Này, nhưng mà chị đã đọc một cái văn bản giải thích cái chữ duyên đấy đấy, và khiến cho nó không còn sự bí ẩn nữa. Chính là thầy Minh Niệm. Xin lỗi thầy Minh Niệm hay bị nhắc trong những podcast, nếu không phải từ host thì từ khách đấy. Nhưng mà cái chấn động với chị, tại vì hồi xưa chị cũng thấy chữ duyên rất là hay, nhưng mà nó hơi thiếu nắm bắt. Mình không nó cũng như một cái làn khói, mình không bám được vào nó. Thì trong cái cuốn Hiểu Về Trái Tim thì thấy có một cái chương về chữ duyên, thì thấy giải thích rằng là bây giờ chị với em bắt tay, ví dụ thế đấy, thì là thực ra là các cái phân tử trong tay của chị, da dưới của chị, nó phải có một cái lực, đúng không? Nó xuất phát từ ý muốn của chị muốn bắt tay em, hay là không muốn lắm, nhưng mà vì mình cần phải phụ đạo cho cái này ấy. Bắt đầu nó là những cái phân tử kiểu siêu nhỏ, hoặc là kiểu nhỏ hơn cả phân tử, nó phải cùng chuyển động theo một ý muốn về một phía, và nó phải từ em nữa, là những cái phân tử trong người em nó cũng phải muốn tiến đến bắt tay chị. Còn nếu mà em không muốn tiến đến thì tức là một mình chị cũng sẽ chơi vơi ở đây. Cho nên suy cho cùng, cái duyên nó là cái việc là hai cái phía, các cái chuyển động cùng muốn tiến vào nhau. Đấy, nên mọi người mới nói rằng là vẫn không có duyên, là do là chỉ có mỗi có một phía. Và nếu mà chỉ có một phía trên trời đất này, nếu chỉ có mình cố gắng thôi thì không đủ. Nó phải là, không phải tự dưng có cái câu thiên thời địa lợi nhân hòa. Thời tiết thì cũng là các phân tử rồi, gió rồi đấy, không khí đấy. Thì khi mà nó được giải thích như thế, chị à, ok, tại vì nó là cái sự vận động, nó rất mang tính chất rất là vật lý. Em có một suy nghĩ hơi cật nhã không? Ok, xin mời em. Chị biết là em sẽ, tại vì nếu như mà mình nói là ok tôi chưa muốn gặp bạn thì nó hơi vô duyên, cho nên mình mới tìm một cách có duyên hơn là ok khi nào có duyên thì tôi gặp. Kiểu... là sao, là gì? Là kiểu nếu mà mình nói thẳng là tôi không có lý do gì để gặp thì nó vô duyên quá. Nhưng cuối cùng nó vẫn là những phân tử trong đầu em cảm thấy không muốn dịch chuyển về phía đấy không? Đúng rồi. Thì là vô duyên lại. Hoặc là vô duyên. Đấy, nhưng mà thực ra các cái luật về hấp dẫn các thứ thì mình phân tích nó kỹ thì nó là cái đấy. Tức là ai rất là, đâu có phải tự dưng mình muốn nhìn cái đấy và... Nhưng mà chị hơi tin vào cái đấy. Em có thể người sẽ tin vào kiểu tâm linh hay các thứ không? Có, em tin tới nỗi em sợ. Thì à? Em sẽ gặp rất nhiều những tình huống nó điện ảnh nhưng mà phim ma kiểu. Kiểu sẽ gặp bất ngờ một người nào đó không liên quan mà mình không nghĩ là họ sẽ ra một cái lời phán gì đó xong. Như phán xấu à? Thì đúng. Mới sợ. Đó, em đi xe với một người dì của em, xong ngồi ở trên xe có một người sẽ lại nói đi về nhớ cúng đi nha, không là thằng này phá nhà. Đúng. Số phận của em thay đổi sau một lần đi xe, kiểu em sẽ bị gia đình nghĩ là em phá nhà cho tới khi em phá thiệt. Nhưng mà quá đáng nghe luôn, tại sao kiểu như là... Ấy là em nghĩ là bởi vì em rất không muốn nghe, cho nên những cái nào cái vũ trụ họ sẽ gửi những cái nào thiệt sự cần thiết thôi. Thì những cái cần thiết thôi là những cái rất quặn. Cũng như có một lần em, bạn gái cũ của em luôn thích coi bói. Xong em nói thôi em không có nhu cầu đó, đừng có nói cho em biết. Bởi vì em nghĩ rằng nếu như mà em biết cái đó thì em mới chính là nguyên nhân diễn ra cái đó. Bởi vì em luôn gửi tín hiệu rất mạnh, và khi mà em gửi thì chắc chắn em nhận được. Cho nên là thôi đừng có spoil trước. Thì kể cả khi đó em không nghe từ ai hết, tự nhiên đùng một cái, có một ngày có một anh kia là producer nhạc 2 giờ nhắn táo: anh đã nằm mơ thấy mày mấy ngày nay, có thể có chuyện gì xui sắp tới với mày, cẩn thận đi. Đúng không? Nhưng mà em đâu có nhu cầu đó đâu, em không có nhu cầu nghe, ok. Bây giờ anh nói ra xong thì cái chuyện xưa đó vẫn xảy ra mà. Sao em cứ suy nghĩ vậy, chuyện nó hoài, sao em bị té xe. Ok. Là đấy, ok, nhưng mà lúc đấy sẽ là một cái khoảnh khắc là xong, phải không? Nó đây rồi. Hoặc là mình sẽ đổ thừa là xong rồi, còn lỡ như nó có cái gì xui hơn thì em không biết được. Nhưng mà em sẽ link nó với cái thứ xui nhất mà em gặp liền lên lúc đó, để mà em được giải quyết, thấy xong rồi. Nó sẽ quay về một cái dạng năng lực mà chị nghĩ ngày nay mình rất là cần trong cuộc sống ấy, là mình không thể biết là cái gì đến, có thể rất là bất thình lình. Và em thích cái đó. À thế à? Như nào, thích ở chỗ nào? Ý là cái câu lúc một cái đoạn em nói câu đấy nó rất điện ảnh luôn. Tại vì nếu như mà em biết trước em sẽ gặp cái gì á, nó sẽ không khiến em hứng thú với cái chuyện đó, và nó sẽ có khi nó không xảy ra nữa. Kể cả xui kể cả hên, nhưng mà em luôn cảm thấy là những cái thứ mà em trải qua nó cho em đủ
để mà cái nó cho em đủ cái đề kháng để em tiếp nhận những cái chuyện sẽ tới với mình. Và thôi, em thích cái sự ngẫu nhiên của nó hơn là kiểu đầu tháng sẽ có một cái lịch là tháng này cái gì hên cái gì xui và em phải bị chờ đợi tới cái chỗ đó. Nó sẽ mất cái sự hào hứng của em với cuộc sống của em. Em biết đâu, đây chính là cái điểm em khác nhất so với những năm trước chị phỏng vấn. Đúng, mình không thể thay đổi được cái gì bất thình lình đấy đúng không? Nhưng mà cái việc là cái tâm trí mình như thế nào để mình đón nhận nó ấy, cái này chị học được lúc còn trẻ khi mà rất là trải qua nhiều cuộc thất tình ấy. Và chị nói rằng là một ngày tôi sẽ viết một cuốn sách về sự thất tình này, về những mối tình tan vỡ này. Cho nên là những cái nỗi đau này của tôi thực ra là để phục vụ mục đích tốt đẹp kiểu sau này. Và sau đấy cuốn sách đầu tiên chị xuất bản cái đấy luôn. Nhưng mà nó đòi hỏi một cái năng lực ấy nhá. Và đòi hỏi một cái năng lực là chị cũng rất là tình cờ là hôm nay chị cũng phỏng vấn vài người khách thì cái khả năng chuyển hóa ở bên trong mình ấy, cái gì mình tiếp nhận vào thì gần như mình không thay đổi được, mình không biết trước. Thế nhưng mình có quyền là nấu nướng những thứ bên trong mình để xem nó ra là gì. Em có nhận thấy đây là cái điều trong vài năm gần đây có phải là cái sự ổn định em nói đến hay là cái sự muốn biết mình muốn gì em nói đến không? Em nghĩ là như vậy. Tại vì em không gọi những cái thứ không hay tới với mình là ồ sao mình bị xui quá hay là tìm cách để thoát ra khỏi cái xui đó. Tại vì cái cách để thoát ra khỏi cái xui đó nó đôi khi nó còn khó tìm hơn là cách giải quyết cái thứ đang tới với mình. Thì em đang quá bận để tìm giải pháp cho mấy cái đó rồi. Và em cũng không cảm thấy là phải có cách nào đó để ngăn hết những cái chuyện xui này tới với mình. Tại vì thiệt ra để mà đi ra ngoài để mà những cái chuyện xui đó xảy ra thì nó cũng có nghĩa là sẽ có những cái chuyện may mắn khác hoặc là những cái chuyện bình thường khác. Khi mà dành thời gian ở nhà thì để giữ cho mình thực sự an toàn thì nó cũng không có cơ hội cho những cái khác luôn. Cái là em chấp nhận hết mọi thứ để mà em được sáng tạo hơn. Em như này lâu chưa? Như này là sao chị? Ý là sau thời gian dịch em thay đổi khá nhiều. Có những cái kỹ năng sống cơ bản, nấu ăn. Wow. Thì cái đáng lẽ đó là cái em nên làm ngay từ đầu khi mà em tự đặt mình tỉnh táo. Tại vì phải phù hộ những bữa ăn. Nhưng mà sau đó em mới bắt đầu học cái đó. Xong rồi cũng thấy vui. Và cái khoảng thời gian khi mà em collab với những nghệ sĩ khác ở những cái lĩnh vực khác thì em nhận ra là bản thân mình sử dụng cơ thể mình chưa có nghệ thuật như là mình hay nói. Mình chưa có tận hưởng được đôi mắt, cái mũi, vị giác, khứu giác. Và khi mà mình biết được nhiều hơn, mình sẽ sử dụng nó tốt hơn. Thì em mới bắt đầu học mọi thứ một chút. Em nghĩ là với mỗi ngành nghề họ sẽ dựng ra những cái bức tường để mà họ tập trung. Thì với em hạ hết những cái bức tường nó xuống. Tôi có thể học nấu ăn khi mà tôi rảnh. Ok, hôm nay tôi muốn học nấu ăn. Nhưng mà tôi sẽ không phải bận tâm là ủa nhưng mà mình làm nhà mà học nấu ăn chi? Mình đặt đồ ăn được rồi, kiểu vậy. Thì em muốn hạ hết mấy cái đó xuống và em sẽ học bất cứ lúc nào, học bất cứ cái gì khác. Cái trải nghiệm sống của em sẽ phong phú cái cách làm nhạc của em. Nhiều người họ sẽ sợ là ồ, nếu như mà mày thử nhiều như vậy mày có bị quên mất mày là người làm nhạc không? Cái em mới nói ok, thì tao luôn nhắc tao là người làm nhạc bằng cách tao gọi tao là người làm nhạc. Và mọi thứ này chỉ để bổ sung cho cái trải nghiệm sống để làm nhạc. Kể tên một món ăn em biết nấu mà sẽ làm cho chị kiểu vô cùng ngạc nhiên. Đậu hũ ma bầu. Cái đấy nghiền nó thôi mà hả? Đâu có đâu, nó là một nghệ thuật khác nhưng mà bữa nào rảnh mới được. Thì cái đó là món đầu tiên mà em học mà nó lại thành công. Có cái gì khó nhất trong việc đấy nào? Đôi khi là những cái gia vị của mình nó phải thiệt sự là đến từ cái món đó chứ không phải là ồ vị cay thì thay bằng bột ớt hoặc tương ớt. Phải có mấy cái ly cơm ki rồi em mới chạy vô mấy cái chợ người Hoa mua mấy cái sốt đó. Và món đấy thì giúp gì cho trải nghiệm làm nhạc của em? Nó khiến cho em no bụng. Thôi được rồi. Thiệt ra nấu ăn là một cách để em tập trung. Yeah, đấy. Em phải để khiến cho no bụng. Ok, được. Tiếp đi em. Và em cảm thấy thích cái cảm giác ở trong bếp của em. Lúc đó thì những người ở đó sẽ ok, mày qua đây phụ và tao sẽ nói cái gì mày làm cái đó, đừng có ý kiến nhiều á. Đừng có tương tác. Đúng, đúng. Lúc trước, lúc mà thời gian đầu của em sống ở quận 6 thì em nghĩ là em
gia nhập vô cái văn hóa của người Hoa một tí, là họ sẽ cho những người họ yêu thương ăn uống rất là linh đình thịnh soạn. Và cái đó là cái cách để truyền tải cái tình cảm của họ. Và em cảm thấy là em nấu được cho những người mà em quý, em mến, em mời tới nhà. Và thấy được cái react của họ kiểu cũng good thì cũng được. Hoặc là họ rất yêu quý em. Đúng, để mà lừa em là nó ngon. Không, nhưng mà thiệt ra, cho dù yêu quý họ cũng sẽ không react ngon được. Tại vì lúc trước khi mà em biết nấu ăn dịch á, có một khoảng thời gian em ở bên nhà của một cái anh bên tổ quạ, thì em nấu xong thì em có thể mô tả sơ đó là em đã làm đậu hũ nhồi thịt bằng tàu hũ non. Đáng lẽ là anh chị phải mua cái đậu hũ chiên xong rồi mới nhồi được. Xong lúc đó em nhồi vô thành một cái khối, xong rồi em nấu hết các món thì em vừa nấu cơm xong. Xong mọi người rời khỏi bàn ngay. Ấy là mọi người rất, thật ra rất ăn nhiều, nhưng mà khi mọi người vừa vô nếm thử thì mọi người quyết định là bận liền gọi điện thoại và đi làm việc gấp. Thì em nghĩ là cái cảm giác khi ăn nó sẽ không nói dối được. Tất cả những thứ đấy chỉ để phục vụ cho một mục đích, là ý là em nói cái món đấy của em ngon thật, đúng không? Đã hơn ăn được kim tôm. Chị nghĩ nấu ăn là chuyện tuyệt hay nhá. Chị cảm giác như đợt dịch để dạy cho tất cả mọi người nấu ăn cách tồn tại. Chị thấy việc làm đầu bếp là kiểu chẳng khác gì làm nghệ thuật cả. Vì không hay không về, chị làm một cái COE kém nổi tiếng hơn, nhưng mà là phỏng vấn các đầu bếp. Và chị thấy không khác một tí gì. Tức là với không hay không về, các season trước là phỏng vấn người làm nhạc chẳng hạn, hoặc là sau đấy có những cái COE phỏng vấn những người tạo ra nội dung, thì cái người mà tạo ra món ăn y chang các cái quy trình về chuyện là từ, tại vì từ nguyên liệu thì nó giống hết như việc là mình trải nghiệm để viết này, rồi bắt đầu nấu nướng chuẩn bị, rồi đấy kể cả leadership, những cái gì về lãnh đạo thì nó đều ở trong trong cái đấy hết. Có cái trải nghiệm nào mà em muốn thử mà em chưa làm không, và gây ngạc nhiên cho chị không? Em cũng không tự tin lắm để chị. Thôi thôi, bỏ về gây ngạc nhiên đi. Đi hả? Em muốn đi vô hàng Sơn Đoòng. Ấy là em thực sự là lúc trước em không nghĩ là em sẽ hoạt động thể chất quá nhiều. Và em luôn tìm cách và những lý do rất hay ho và sô điếp cho những cái hoạt động chiến đại của mình ngồi một chỗ như giáo sư X. Nhưng mà sau này thì có khoảng thời gian em tập gym và em ốm được xuống. Sau đó thì bị chấn thương một chút xong lại mập ra xíu. Nhưng mà cái cảm giác muốn vận động của em nó cũng, nó làm em nhận ra là thiệt em không thật sự quá lười. Mà trước em luôn thích đi bộ và đi đây, chỉ là bây giờ là không có cái gì mới để em đi bộ tới. Và wow, em muốn thử cái cảm giác đi vô rừng này. Trước em cũng hay đi với gia đình em, mà giờ ít cái đó thì thì em muốn thử, em thích cái việc đi du lịch mà hoạt động thể chất đó. Chị nghĩ thực ra nếu em đã tập gym rồi đúng không, thì mình hiểu cái vụ cái liên hệ giữa trí não và kiểu cơ bắp ấy. Chị cũng đi tập gym với một cái lý do là thực ra cũng không phải là để đẹp hơn, tại vì cũng không thể đẹp hơn nữa. Nhưng mà chị quan tâm đến các cái cách mà mình điều khiển những cái cơ trên cơ thể mình như nào ấy. Mình tưởng là mình nắm rõ cơ thể mình đúng không? Nhưng mà cũng do chị đọc cái cuốn Flow, cái cuốn Flow nói về cái việc là nó có mấy cái tầng về trải nghiệm ấy. Mặc dù cái câu hỏi ra câu hỏi bẫy là có một cái trải nghiệm mới lạ nào chưa, thực ra nó chỉ là một tầng đúng không? Cái những cái tầng trải nghiệm mà nó sâu sắc hơn là một cái việc rất là bình thường. Thế nhưng mà đào sâu đến kiểu tận cùng của nó, ai cũng tưởng là tôi biết rõ cơ thể của tôi cân nặng như này, nhưng mà bạn có chắc là bạn muốn điều khiển cái cơ ở đây thì bạn biết cách không? Em cũng thích, tại vì mà dù đó thì tại vì trong cái lúc tập gym em lại sẽ nghĩ ra rất nhiều những cái nội dung khá hay ho. Nhiều người em thấy họ chọn cách chạy xe xong sáng tác trong lúc đó, và mọi cái việc mà em làm em nhận ra một chuyện đó là chỉ là để em phân tâm rồi em tập trung kiểu vậy thôi. Chứ mà nếu ngồi ở nhà để suy nghĩ thì em sẽ không nghe gì hết. Mà là làm một cái gì đó, và những cái việc đó nó không khiến mình sử dụng đầu óc quá nhiều, thì mình sẽ có cái đầu óc đó để mình suy nghĩ cái khác. Người ta nói là chúng ta sẽ sáng tạo nhất vào lúc mà chúng ta không làm việc gì sáng tạo cả. Ok, trải nghiệm Sơn Đoòng. Còn gì không? Trong lúc này thì em thiệt sự không nghĩ ra quá nhiều, nhưng mà những cái mong muốn gần thôi. Em muốn học cải lương với lại Tại sao?
ủa tại sao không? Nghĩa là em cảm giác em luôn có một cái suy nghĩ là nếu như mà mình đủ giỏi và mình đủ tự tin về cái văn hóa của mình á, thì nhiều khi Eminem đang hát cải lương chứ không phải là mình đang hát rap kiểu vậy. Và em thấy cái đó là một cái nguồn tài nguyên vô tận mà cảm giác như mà em chưa có khai phá được. Và em muốn thử cải lương và những cái thứ tuồng chèo này nọ, nó quá hay đi để mà nó chỉ xuất hiện một dịp đặc biệt nào đó. Nó nên được xuất hiện đại chúng hơn, nhiều ngày hơn và giống ngày xưa hơn. Ba mẹ em xem suốt ngày, lúc đó em lại không chú ý tới. Mà bây giờ chỉ tới một cái dịp lễ gì đó em mới được coi mấy cái đó, hay là phải đi tìm những cái kênh dành riêng cho cái đó. Thì em muốn học thêm để em biết xem cái góc nhìn của những người. Hay nhất là Vietcetera đang làm một cái dự án podcast phỏng vấn các cô chú nghệ sĩ cải lương, tên là Trăm Năm Sân Khấu. Và đúng, chị nghĩ là một trong những cái giá trị là kết nối lại với những giá trị cũ. Thực ra nếu mình cứ đào bới hiện tại và tương lai ấy, chị cảm giác cái gia tài mình không có đủ. Nhưng mà khi mình quay lại quá khứ thì có biết bao nhiêu là kiểu châu báu. Nếu như mà cái sự biết của em nó đủ để mà em giao tiếp được với mọi người, thì em muốn ban những cái mới vào ở trong đó. Ở nước ngoài, kịch nói hay là những cái nhạc kịch người ta sử dụng hologram, người ta sử dụng 3D hết rồi. Và mình thì chưa có những cái thứ đó, hoặc là cái kinh phí để làm cái đó nó quá lớn với mình đi. Mình không có kết hợp được. Và em muốn là người kết nối những cái mới đó vào những cái giá trị cũ có. Bởi vì bản thân em lúc mà, hồi trước thôi, lúc mà em chưa có tìm hiểu thật sự, em hay nghĩ rằng có khi nào là do bản thân mình chỉ biết gìn giữ nhưng mà không phát triển hay không. Mình chỉ luôn sử dụng cái đó, kể cả trong nhạc rap, có muốn sử dụng cải lương vô thì cũng chỉ là những sample, chứ không phải là một cái bài cải lương được sáng tác mới. Và những cái sáng tác mới về mặt cải lương đó do những người cũ làm, có thật sự được các cô chú công nhận đó là một cái tác phẩm cải lương hay không? Và có phải cái đó chính là cái thứ ngăn cản cái thứ cải lương này nó tới với đại chúng nhiều hơn hay không? Mình chỉ đưa nó vào cái khu trưng bày, mình lộng kín, mình nói về nó, nhưng mà mình không thực hiện nó, mình không sáng tạo mới nó, thì khiến cho nó chỉ ở đó thôi. Thì em muốn đem ra. Nhưng mà em nhận ra là thiệt ra cái đó là khi mà em chưa biết gì. Sau này em thấy các cô chú làm rất là tốt cái việc đó. Và chỉ là bởi vì đôi khi là do cái dòng xung quanh em không có để mà em thấy được nhiều, hoặc là nó chưa có thiệt sự đại chúng thôi. Nhưng mà thiệt ra mọi người vẫn đang làm rất là tốt những cái việc đó. Và em muốn kết nối với cái đó để mà đem nó ra nhiều hơn. Chị thấy đấy là chất liệu kiểu siêu hay. Và nếu mà em có thể làm được, chị kiểu bản thân chị rất biết ơn luôn ấy. Em thì em nghĩ là nó sẽ thú vị với em, tại vì nó là một cái mình chưa biết. Với người ta nó có thể cũ, nhưng mà với mình thì chưa biết, thì nó là mới và nó sẽ là sáng tạo. Và em sẽ sử dụng cái sự phèn chua của em để em. Đôi khi với em nghĩ cái việc chưa biết nó sẽ tạo ra cho mình một cái cách dùng khác với những cái mà những người họ biết quá nhiều họ không muốn dùng. Và đôi khi cái đó nó sẽ tạo ra một cái gì đó kỳ diệu thì sao. Chị muốn đổi cho em cái cốc này. Chị uống cà phê hôm nay hơi nhiều. Okay. Để cho em ngọt giọng, em thử hát một câu cải lương chị. Em biết là tại sao lúc em nói tại sao không không? Tại vì đây này. Ok, fine. Thì ra có mấy lần em tính hát trên sân khấu nhưng mà cũng bị ngăn cản nhiều. Trời ơi, có một chỗ dành cho em như thế. Em có muốn đứng vào cạnh rèm không? Em không biết cái của em đang biết nó có phải cải lương hay không nữa. Đó là cái câu mà em chọn để em bỏ vô bài tương tư. Em thấy nó cũng rất là hay. Rau muốn trổ bông lên bờ nó trổ, ai biểu anh chờ, ai biểu anh chờ mà anh kể không. Chị chưa bao giờ làm điều này trên Have a Sip đâu. Chị chưa bao giờ kiểu yêu cầu ai. Cảm ơn chị đã sáng tạo cách hành hạ em. Khi mà làm và động chạm đến một chút giá trị cũ ấy, em có một nỗi sợ nào rằng, vừa rồi em có nhắc đến một chút xíu, có thể nó không đúng, có thể nó không theo tưởng tượng, hay là không? Cái việc tôi bắt đầu làm đã là... Tại vì cái ranh giới giữa việc sáng tạo và phá hủy nó rất là mong manh.
sau này mới biết là vị thần cho cả hai việc đó cùng là một người ở trong Shiva. Thì đôi khi là phải phá vỡ cái cũ để làm cái mới, nhưng mà đôi khi cái sự phá vỡ đó nó khiến cho cái đó nó không còn là cái đó nữa hay không. Thì đó là lý do khiến em khao khát muốn biết cái bản chất của cái này là gì. Cái thứ bản chất đó chính là cái định nghĩa là cái đó, để mình giữ nó và mình sáng tạo cách mới để làm ra, chứ không phải là mình phá vỡ hết cái đó. Tại vì cái sự phá vỡ hoàn toàn một thứ và mình vẫn nói là mình đang làm á, thì đôi khi nó thành ngụy danh mất rồi, nó không còn là cái đó nữa. Và chính cái đó nó sẽ tạo ra cái sự phản ứng dữ dội của những người đã làm cái đó lâu năm. Và em không muốn cái việc mình làm sẽ khiến cho người ta bị kiểu vậy. Thì chị thấy nhá, khi mà làm lại những cái tạm gọi là cũ thành một cái mới, thì rất là quan trọng là cái mới đấy là cái gì, đúng không? Những người ở cái ranh giới cũ đấy, họ tất nhiên họ quen thuộc với một cái concept, họ quen với cái điều đấy rồi, họ tất nhiên họ sẽ lúc đầu họ sẽ khó chấp nhận cái mới. Thế nhưng chị vẫn thấy một số các tác phẩm nó vượt được trên cái đấy, nó ngoài cái chuyện làm mới, nó như kiểu cho thêm một cái giá trị nữa ấy. Cái câu chuyện này chị có bàn với lại, vì chị xem cái xin lỗi Phương Vũ, nếu Phương Vũ xem cái cuộc phỏng vấn này, Phương Vũ có làm cái bộ phim Vietnam Airlines rồi để đấy, em có xem không? Có, ai mà có. Chả xem, cả nước phải xem đúng không? Xem vậy. Thì với chị thấy nó mang một cái màu, tức là ok, đi tìm về giá trị truyền thống, đi đến những cái vùng miền vùng cao, quay những cái người dân tộc, nhưng cái màu của nó là chị thấy nó hơi, nó không phải là thế, nó hơi là nhìn quá rõ cái sự làm mới, sự dựng lại. Và chị với Trung Bảo ngồi có bàn là à, thế cái việc này như thế nào thì sẽ làm đúng đây. Bọn em có phải suy nghĩ nhiều khi mà nghĩ, và em có biết là à, cái kiểu mình làm như thế nào thì có thể nó sẽ. Với em thì cái việc làm mới những cái cũ của em mà em muốn trước là cái sự nâng cấp những cái cũ lên đã, xem maximum của nó chưa. Sau đó thì mình tìm một cái treatment khác, xong rồi mới thay thế những cái thứ mà mình không còn đương đại nữa vào những cái thứ mà đang đương đại. Nhưng ví dụ nâng cấp cải lương thì sẽ là nâng cấp cái phần nào cải lương? Em trước mắt là về những cái thứ cấu hình như là kịch bản nè. Rồi cái nội dung. Tức là em nhìn thấy những thứ chưa được của cải lương. Em nghĩ vậy. Tại vì nó phản ánh cái đời sống của cái thời kỳ đó, và chính cái đó đôi khi nó khiến cho mình cảm thấy nó bị xa rời, nhưng cũng không hẳn là sẽ đưa những cái chốt mới hay là những cái gì mới. Lúc này nó thành táo quân em ạ. Không, không được. Em cũng đi xem kịch rất là nhiều, và em cảm giác là thật sự ra mọi khi mà mình đưa những cái đó vô, mình đưa những cái mới vô, mình nên không sợ gì cả. Em đi xem các vở kịch và em cảm giác được là mọi người vẫn bị sợ. Sợ là những cái người xem đang có sẽ bị không hiểu mình đang làm cái gì, và những người mới thì lại không đủ đô để họ cảm thấy được thu hút. Những cái joke nó không có mắc cười, hoặc là những cái câu nó hơi khiên cưỡng đó, thì em muốn nếu mà đã làm mới thì nó nên vậy luôn. Và mình sẽ tìm cách để mà mình cho những cái người đi trước hiểu là mình đang không trêu ngươi. Tôi đang không phải là làm cái này để chứng minh là tôi hay hơn, hay là tôi trêu ngươi mọi người là tôi đang làm cái này mới nè, mà là đang cố gắng cùng nhau để sáng tạo ra một cái gì đó mới hơn. Với cái sự tôn trọng, em luôn muốn tìm ra cái lằn ranh đó, và em phải vừa cân bằng giữa việc sợ và không sợ. Tất nhiên nó là một bài toán khó. Nếu mà nó dễ thì đã bao nhiêu người làm rồi, đúng không? Thì em nghĩ là sự kiên nhẫn thôi. Với em thì nghệ thuật, em nghĩ rằng nghe nó hơi bất công, nhưng mà có lẽ nó là một phần do thiên phú. Và cái phần đó nó sẽ quyết định rất nhiều. Bởi vì bây giờ sẽ không có câu chuyện ai ngủ quên trên chiến thắng hết. Kể cả người có thiên phú hay là người không có thiên phú, họ cũng đều cố gắng rất nhiều để chạy. Và khi mà họ có được cái tâm hồn nghệ thuật thì họ sẽ học được những thứ đó rất là nhanh. Đó. Thì khi mà em cố gắng em làm những cái thứ đó để mà em đưa tới, em cũng muốn mọi người hiểu được cái giá trị mà em làm. Khi mình nhắc đến nghệ thuật, mình sẽ thấy
một thứ mang tính chất thời đại, là nghệ thuật có vẻ như được phổ cập. Cái thời của chị ấy, chị hay rồi trong cái show này nói nhiều về cái thời của chị và thời các em ấy. Nhưng mà có những cái thời điểm mình thấy là nghệ thuật là một cái nhóm người riêng biệt. Họ đi xem triển lãm là những nhóm người riêng biệt. Còn bây giờ thì mình sẽ thấy là triển lãm gần như là một cái format kiểu cực kỳ là phổ biến. Hầu hết là mọi người sẽ làm những triển lãm, em cũng làm đúng không? Rất là nhiều người làm. Theo em thì cái gì đã thay đổi? Cái gì đã khiến cho chúng ta ở cái thời điểm có vẻ như tự do để thể nghiệm, để chia sẻ những cái ý tưởng có thể nó hơi kiểu abstract, hơi trừu tượng? Cái gì đã thay đổi vậy? Em nghĩ là sự phát triển và sự cầu thị nó đã nhiều hơn. Mọi người đều luôn nói là Gen Z là một cái thế hệ rất thích thể hiện cá tính bản thân. Nhưng mà thiệt ra ở thời kỳ này không chỉ Gen Z, em cũng muốn, mọi người, những người trước em cũng muốn. Thì đó là một cái sự phát triển nó mang cái quy mô lớn hơn. Và mọi người đang đổ thừa cho cái Gen Z thôi. Đây là thời đại của cái sự sau khi mà tụi mình đã xong hết cái phần gọi là phát triển những cái nền móng đất nước. Từ trong giáo dục mọi người, cái thời gian đó mọi người chỉ ta hướng tới những cái giá trị hạnh phúc là sự ổn định của bác sĩ, kỹ sư. Thực ra đó là những cái ngành nghề phát triển cái đất nước mình. Và khi những cái đó nó đã ổn rồi thì kinh tế nó sẽ đi và lên theo cùng nó là những cái giá trị khác để mà người ta nâng cao cái giá trị cuộc sống của họ. Thì nghệ thuật nó là cái thứ song song đó để mà bổ trợ những cái kia. Thì tới đây những cái giá trị tinh thần nó mang tính cấp bách, phải update kịp. Và đó là lý do mà khi nhiều người hỏi em là thấy rap lên TV có tự hào hay như thế nào không, thì em thấy là thiệt ra mình bị chậm rồi. Và đây là cái thứ cấp bách, nó cần phải được update liền. Và sự công nhận của hip hop ở thế giới nó đã rất là lớn rồi, thì nó nên được công nhận ở Việt Nam để mà mọi người update cho kịp với cái hệ điều hành chung. Thì nó sẽ có những cái thời kỳ, em nghĩ thôi, tất nhiên là sẽ có một thời kỳ là mọi người sẽ được tiếp cận với nó, sau đó lại tiếp tục sàng lọc ra một cái nhóm người đặc biệt hơn cái đó, để rồi tạo ra một cái thời kỳ phát triển boost những cái đó lên, rồi lại tiếp tục phải đưa ra ngoài để cho tất cả mọi người bình thường hóa cái sự đặc biệt đó, rồi lại tiếp tục tạo ra những cái đặc biệt hơn thì nó mới phát triển được, nếu không thì nó sẽ chỉ như vậy. Tất nhiên khi em nói những cái điều này thì chị đau đáu hỏi một câu nữa, đấy là cái gì là cái tiếp theo thời đại mà ok, các triển lãm mọc lên, hầu hết là tất cả mọi người đều sẽ làm triển lãm, làm tác phẩm, làm nghệ thuật, dân trí cũng tăng, mọi người cũng bắt đầu hiểu rằng là à, cái này có nghĩa là thế này. Thế sau đây có phải như em nói cái vòng lặp của việc à, phải mình lại sẽ phải một ít đâu. Em nghĩ là đào thải, và cái áp lực của cái việc sáng tạo nó đang rất lớn, bởi vì bây giờ mọi người đang thiết kế ra những chương trình sáng tạo để họ không sáng tạo nhiều nữa, và cái áp lực của cái việc khiến cho tôi làm ra những thứ có giá trị hơn một cái máy, nó sẽ là cái áp lực của những người giống em. Bác Trịnh Lữ trong chương trình Have a Sip thì có nói một câu là người trẻ mà cứ nghĩ đến chuyện là tôi phải làm khác người khác là không được. Đấy không phải bản chất của nghệ thuật. Em nghĩ gì? Em nghĩ đôi khi có nhiều người họ nghĩ làm khác là làm ngược. Và cái đó mới là thứ tạo ra sự kịch cỡm. Còn em nghĩ cái sự làm khác của em nó không phải là tôi đang đi ngược lại cái gì hết, mà chỉ đơn giản là tôi đang muốn thử một cái phương thức nào đó mới đơn, khác hơn. Với chính em đúng không? Đúng rồi. Và cái đó nó em không có nhu cầu để người ta công nhận cái này khác, mà chỉ đơn giản là họ sẽ có được những cái trải nghiệm mà họ chưa có bao giờ. Và họ có thể không nhận ra cái đó nó là một cái thứ cách làm khác, mà chỉ đơn giản là ồ, cái này nó khiến cho mình cảm thấy là mình cũng có thể làm được, nhưng mà tại sao hồi trước mình không nghĩ ra kiểu vậy. Thì đó mới là cái mà họ thấy hay. Bởi vì bản thân em bị một cái là trong cái quá trình mà em xem cái cách người ta thưởng thức những cái tác phẩm nghệ thuật, em thấy bây giờ người ta không còn cái sự sướng khi mà họ xem được một cái gì đó mới mẻ nữa. Ngày trước cái sự tán thưởng của khán giả và những cái sự biểu đạt của họ rất là đơn giản, rất là kiểu là ok, nghe cái này nó đã quá thì sao đó. Nhưng bây giờ khán giả họ đôi khi họ phải sử dụng những cái thứ khác để mà họ cảm thấy cái này nó hay hơn, hoặc là họ phải tạo ra những cái trải nghiệm riêng khác để rồi họ đi tới đó để họ thưởng thức cái đó.
thông qua quá nhiều thứ, tôi phải uống rượu thêm để tôi thấy nó hay hơn, hay là tôi phải như này như này. Thì em muốn làm ra một cái gì đó đủ đâu để mà họ thấy sướng, cho dù họ đang tỉnh táo và họ đang ở trong cái trạng thái không chuẩn bị cái gì để mà ấy hết, mà họ vẫn thấy được cái sự hay đó, thì nó mới là cái thứ thỏa mãn được em. Tại vì hồi xưa mọi người cũng hay hỏi là kiểu sao không dùng những cái ví dụ có những cái trick, những cái kích thích, những cái gì đấy mọi người nói là sẽ sáng tạo được hơn. Nhưng mình vẫn luôn nghĩ rằng là, nhưng mà cái việc sáng tạo nó đã kích thích lắm rồi ấy. Nó đã đầu mình nghĩ ra được cái gì sướng, nó đã kiểu siêu sướng rồi, tại sao phải cần một cái gì khác? Dạ đúng rồi. Đó, thì em muốn gọi là organic lại mọi thứ. Cái ý muốn này cũng hay. Lúc đầu thì chị nói về việc là khách mời là những người nhiều chữ. Em hiểu ý chị chứ? Một người nhiều chữ. Những câu nói của em, em có biết trước là em có khả năng viết ra những thứ mà người ta cảm thấy wow. Thì em chỉ biết là em thích viết thôi. Và em muốn những cái ngẫu hứng của mình nó không chỉ một mình biết. Thì khi đó khi mà em nghĩ ra cái gì đó hay ho, thì thiệt ra cái cách viết sao tốt lại là một cách em bỏ đi cái ý nghĩ đó. Cho nên em không thể nào nhớ hết những cái câu mà mình viết. Mà em thật sự em cũng nhớ quên quên rất nhiều thứ. Bởi vì lúc trước khi mà đi họp á, khi mà em họp những cái cuộc họp private với mấy người mà làm sáng tạo khác chung với em trong một cái show á, em hay dắt theo trợ lý với lại Eric. Mấy người đó nói là không, cái này không cần thiết, tao với mày nói chuyện nha thôi. Nhưng mà em nói là nếu mà vậy thì tôi sẽ không nhớ gì hết. Tại vì những cái thứ đó phải take note liền và phải lưu trữ lại, để mà sau đó thì khi mà em về em sẽ hỏi là ủa trong cái câu chuyện đó tao nó nói cái gì. Rồi tức là từ nãy giờ em không nhớ là mình nói cái gì đâu đúng không? Thật ra thì có nhớ, tại vì những cái gì nãy giờ chị hỏi nó liên quan tới cái quan điểm sống người này nọ của em, nhưng mà chính xác để mà nguyên văn thì sẽ không. Nhưng chị rất hiểu cảm giác đấy. Chị cũng là người viết mỗi ngày và chị không thể nhớ được mình viết cái gì, bởi vì là cái tâm trí của mình ở cái khoảnh khắc đấy mình đã hơi, nó hơi giống một sự vứt bỏ cảm xúc đúng không? Dạ đúng rồi. Thực ra nói nặng hơn là khạc nhổ ra. Nhiều khi chị thấy cả cái quá trình viết sách luôn ấy là một cái cú khạc nhổ khổng lồ ra tất cả những cái thứ mà tôi muốn. Nhiều khi mình phải cho nó dọn đi xong mình mới tiếp nhận được cái mới ấy, thì cái hành trình nó cứ kiểu liên tục như thế. Những cái câu ngắn ngắn em post lên nó chỉ là những cái ý tưởng mà nó không, nó sẽ quá dài nếu nó thành một bài nhạc, cho nên là nó chỉ nên tồn tại một đoạn rất ngắn là quá dài cho một bài nhạc à? Status ngắn mà. Ý là nếu mà làm thành một, để mà biên cái câu, cái ý tưởng đó mà thành một cái bài nhạc á, thì cái ý tưởng nó quá dài à, trong cái bài nhạc đó, nó nên có post, mình nên là mình post status. Dài là kiểu mình viết ra thì nó bị dài dòng á, nó không có hiệu quả. Với em thì em nghĩ là nó nên dễ hiểu, nó nên cái form của nó chỉ nên sống ở trong cái punchline đấy, nó chỉ nên là một cái câu đó thôi, cái hình dạng đấy thôi. Nhiều quá thì nó thành dài quá kiểu okay, vậy. Hiểu. Nhưng có câu nào em vẫn còn nhớ? Có bao giờ em nhớ vì là người khác đã share lại và gọi nhớ lại cho em không? Đôi khi mỗi ngày em sẽ đều được tác vô mấy cái câu em đã nói và gần đây có cái câu siêu hay còn gì? Có cái câu gì mà tôi muốn làm hài lòng em mà em không thấy được lòng tôi, em chỉ thấy hài. Không, xong. Mấy cái câu mà cái gì nhở? Chơi oẳn tù xì ấy, xong rồi em ra cái gì? Em ra cây gì? Em ra cái gì? Tôi ra cái kéo tôi không ra gì. Wow. Cái idea đó thật ra nó cũng rất nhiều. Và em mỗi ngày em sẽ xem những cái idea mới. Sau đó có những cái ý tưởng em nghĩ ra và có những cái em làm thơ lại trên cái ý tưởng mắc cười đó thôi. Thì tức là em sẽ nghĩ punchline trước, xong em set up cái haiku lên. Kiểu kiểu vậy. Xong có mấy ông kiểu thật ra thì đây cũng là một chia sẻ tôi nghĩ là mọi người nên biết, đó là đôi khi tôi cũng không thích mọi người lấy một khổ thơ mà tôi đã làm rất ngắn để biến thành một cái khổ thơ dài hòn. À, họ viết thêm à? Đúng rồi. Xong cứ tác mình vô kiểu kiểu ok, đây là một màn sông tấu. Em không thích điều đấy. Bởi vì bản thân em nghĩ là khi mà em dừng lại ở đó có nghĩa là tôi dừng lại, mọi người tôi không tương tác đúng không? Ý là cái chót này nó đã hết ở đó rồi, nếu mà thêm nữa thì nó không mắc cười á, xong phải lại phải giải thích tiếp. Kiểu vậy. Thì đó là lại như vậy. Còn nếu như mà em muốn mọi người biết thêm thì em sẽ nói là mời bạn viết thêm ở đây. Kiểu vậy. Tôi không hỏi, đừng có trả lời.
Nhưng có một cái technique đặc biệt gì trong lúc em viết? Vừa rồi em có hơi một chút lé lé là sẽ có punchline xong sau đấy viết thêm. Thế với viết những cả một cái khổ dài hơn chẳng hạn thì em sẽ phải viết, em thường viết như thế nào? Em sẽ ngồi đó và suy nghĩ hết một loạt các cái thứ mà mình muốn nói ra trong cái câu chuyện này. Rồi sau đó em mới soạn lại những cái câu cú cho nó chuẩn xác. Double check trên mạng rồi đúng chính tả và ngữ cảnh hay không. Bởi vì em sợ xài từ bị sai á. Mấy cái từ rất là hay ho nhưng mà đôi khi hình như cái nghĩa nó không phải như mình nghĩ á. Sau đó thì mới sử dụng vô. Này em có cái từ nào ví dụ gì mà em nghĩ là hay nhưng mà lại sai vậy? Tại sau cái đợt mà em xem cái series của thằng Quỷ Uy mà về mấy cái từ Hán Việt á, sao em thấy em có nhiều từ mình đang hiểu hiểu sai bãi. Tay vách mạch rừng gì đó, xong kiểu mà đâu có cái rừng nữa đó, tay vách mạch rừng, xong rồi kiểu ok, xong tùm lum. Xong cái em bị sợ nó bị sai ngữ cảnh. Xong cái thứ hai nữa là em sợ vụ bà huyện thank you đúng không? Hay là như nào? Bà huyện thank you. Em biết vụ đấy mà đúng không? Biết không? Hình như của con quỷ mai đúng không? Đúng rồi. Xong rồi bị, chị cũng hiểu tại sao, khá là buồn cười mà. Nhưng mà kiểu mọi người kiểu cũng kiểu kéo thành một chuyện rất to ấy, là kiểu bác bổ lịch sử ấy. Em nghĩ là về ngữ cảnh thôi. Tại vì về cơ bản mình không thể quyết định là cái sản phẩm của mình nó sẽ đi vào cái cộng đồng nào và họ sẽ react như thế nào. Và cái đó cũng là một cái áp lực của những người như tụi em. Thật sự ra trong đầu em rất cực nhã. Nhưng mà đôi khi mình phải hiểu được là ok, những người này sẽ không nghe được những cái đó. Và làm cách nào để điều hướng cho người họ hiểu rằng tôi không có muốn nói vô đây. Chỉ là mọi người vô tình thấy nó thì đừng có đem vô để phân tích thôi. Cũng khó. Nghĩ nhiều thì cũng khó sáng tạo mà. Một cái câu mà em nghĩ là diễn tả đúng nhất tâm trạng của em lúc này là gì? Mà đã từng viết là gì? Cuộc đời tôi là quá trình của việc ngồi chỉnh hình 3 tiếng xong đưa cho người ta đổi thành trắng đen. Ủa, liên quan gì tâm trạng bây giờ? Đây là tâm trạng hiện tại của em, có nhiều thứ khác ở ngoài đó. Cái kết quả nó sẽ... Tại vì em đang làm những thứ mà em muốn mọi người hiểu. Và đôi khi họ hiểu... Ở mức kiểu đơn giản nhất. Họ cũng chọn cách làm giống em, là họ sáng tạo ra cách hiểu của họ. Xong là kiểu sai rồi, từ từ. Kiểu vậy. Thì đó là lý do tại sao càng về sau em càng muốn cụ thể cái sự trừu tượng nó đi. Nhưng mà nó rất là khó với em. Năm ngoái em có một cái trải nghiệm thượng lưu. Em mua một bức tranh của một bạn họa sĩ tên là Phạm Công Xin. Thì bạn vẽ cái trải nghiệm mọi thứ rất là mập mờ. Và cái hình đó nó... Gần đây bạn có cái triển lãm đó luôn. Là theo như bạn share là ba bạn bị bệnh xong rồi mắt bị mờ đi. Và bạn muốn sử dụng cái góc nhìn đó để mà bạn sáng tạo thử một cái series tranh. Và khi đó em mua cái bức tranh đó về, là cái bức tranh đó là một cái bức tranh những cái thứ rất là mờ. Xong rồi em nghĩ trong đầu là thiệt ra cái cuộc sống của em, khi mà em thấy rõ mọi thứ em mới thấy được cái sự mờ mịt của nó. Và lỡ như đây mới là hình thái thiệt sự của mọi thứ sao? Nó không rõ nét, nó mới là sự thật thì sao? Cái là em cứ để đó và em nhìn cái bức tranh đó, em có nhiều suy nghĩ khác rồi này nọ. Thì em cứ bị mông lung giữa cái chuyện là mình có thiệt sự thấy rõ hay là cái hình không rõ này nó mới là cái hình thật sự của cái đó. Chị tưởng có punchline ở cuối cơ. Ủa vậy? Tại vì chị có một cái trải nghiệm là chị nghe cái tác phẩm của anh Đỗ Bảo. Anh ấy viết một cái câu chị siêu mê, là đại loại là mùa đông ai cũng thấy mình, thì chị nghe thành là ai cũng thấy mình như mật mã. Thì bảo câu này hay quá. Tại cái mùa đông Hà Nội nó xám xịt ấy, xong mình cũng hoang mang đi đi về về ấy, mong có người yêu để ôm ấy. Xong rồi ai cũng thấy mình như mật mã. Xong chị gặp anh thì anh bảo không, câu đấy là ai cũng thấy mình như mất mát. Tức là kiểu xong rồi anh bảo thôi nhưng mà mật mã cũng được, tức là tùy em ấy. Đấy thì chị thấy đôi khi cái version của mình cũng hay mà. Thì thiệt sự ra có những cái em không nghĩ là nó hay tới vậy. Xong rồi người ta đem về, người ta phân tích ra. Thì xong hay. Ok, biết đâu, go with the flow. Biết đâu hình đen trắng của em đẹp nhất mà. Không, mà em làm rất nhiều đây. Bây giờ cái màu nó đẹp.
Đó thì cũng là một trải nghiệm mà em không nghĩ là mình gặp, tại vì lúc trước em làm nhạc, rồi sau này em học thêm vẽ tranh với chụp ảnh này nọ, xong cũng hiểu được cái trải nghiệm của những người mà hồi xưa mình đem hình của người ta về mình làm màu lại, kiểu ok hiểu rồi. Nhưng em cũng khá quan trọng cái sự nguyên bản trong sáng tạo đúng không? Tức là cái người nghệ sĩ họ muốn như thế thì nó nên như thế không? Với em cái tiếng nói đầu tiên chính là cái tiếng nói đúng nhất, nó sẽ không khiến em phải suy nghĩ lại. Đúng là sáng tạo sẽ luôn có những tranh cãi vì cái câu cửa miệng của chị là nghĩ ra cái gì đầu tiên gạch đi vứt đi đi cái đấy không đáng. Em không biết nữa, nhưng mà với em khi mà em gặp những cái gì đó mà em bật ra nó liền thì em nghĩ đó là em nhất, còn cái phần còn lại chỉ là sau khi nó là cái thói quen có điều kiện thôi, tức nghĩa là khi tôi react như thế này, tôi phản ứng như thế này, bạn thấy không tốt và tôi cảm thấy tệ vì cái phản ứng không tốt của bạn, cho nên tôi đã tập cái cách phản ứng khác đi, nhưng mà nó không phải là tôi nữa. Cái sự trưởng thành đôi khi của tôi nó cũng chỉ là cái sự tập làm quen để phù hợp với các bạn thôi, bởi vì cái tiếng nói đầu tiên nó vẫn nằm ở trong tôi, nó mà thay đổi đi thì tôi sẽ ok, tôi sẽ không thấy nó nữa. Nhưng mà thật ra thì mỗi lần mà cái khi mà em gặp cái gì đó, cái thứ đầu tiên mà em bật ra là cái thứ đó nó phải khiến em mắc cười trước, cái sự cợt nhả trước. Có thể với một vài người nó đã đi xa khỏi cái quy định đạo đức của họ, và em phải tập cho cái việc là ok, mình sẽ không có như vậy liền, mình sẽ từ từ coi ok tới chưa. Kiểu vậy. Tại vì chị vẫn nhớ trong cái cuộc phỏng vấn lần trước ấy thì nó là tao hay bị hiểu lầm là kiểu tưởng rằng làm ra cái gì đúng không, mà mọi người nghĩ là mình chính là cái sản phẩm đấy. Và đó là lý do tại sao em tách rời luôn cả Võ Hồ Thanh Vy và Táo, và thiệt sự đó là một cái cuộc tranh cãi trong đầu em lúc nào cũng vậy. Sau này em nhận ra là kể cả đôi khi người ta thiếu sáng tạo tới mức những người mà chửi em họ cũng bắt chước một người đằng trước, và em bắt đầu thử nghĩ là nếu mà là tôi thì tôi sẽ chửi mình như thế nào cho hay, thì em lấy cái nick cá nhân của em vô comment bay em để em chửi em, xong cũng có nhiều người bắt chước chửi theo cái ok phải bây giờ có hay tên sử dụng đó, thì em đang muốn mình được thoải mái với cái sự tách biệt của mình trong đầu. Tại vì lúc trước khi mà xảy ra mâu thuẫn mình hay chọn một trong hai, nhưng mà em biết được rằng em có cả hai trong người, em có cái này và em có cái kia, và cái việc phải bỏ đi một cái khiến cho em thấy tiếc quá. Thế em mới ra bài hát với Mai. Cái mà người ta đang chờ em sắp ra là gì? Em nghĩ là sắp tới em sẽ release cái bài đầu tiên cho cái tên Võ Hồ Thanh Vy của em, anti fan của Tảo, làm nhạc vui Thế không? và sáng tạo. Em hay có một cuộc cãi lộn trong đầu là thiệt ra những người commercial mà gọi là nhạc quảng cáo nó có như là Táo luôn nghĩ là nó sẽ luôn không có giá trị về mặt sáng tạo hay không, và em muốn thử nghiệm một cách đó là em muốn làm cái nhạc quảng cáo nhưng mà nó theo cái cách gì đó hay hơn, và em muốn thuyết phục những người tìm tới em để hợp tác, họ chịu nghe cái sự sáng tạo của em. Bởi vì lúc trước Táo luôn đè nặng những cái giá trị buồn bã rồi những cái giá trị về mặt kỹ thuật rồi này nọ, và em muốn trải nghiệm nó ở một cái góc nhìn khác, và em muốn thử xem bản thân mình nếu mà làm thị trường đó thì sẽ như thế nào. Và một phần thứ hai nữa là khi mà em đi diễn nhiều, em cảm giác mình bị cô đơn trên sân khấu, bởi vì cái phần trình diễn của em nó không đủ làm cho em thỏa mãn về sự mới mẻ. Em có thể có thêm ánh đèn, có thể có thêm nghệ sĩ, nhưng mà nó chỉ là Táo trên cái beat đó, nó sẽ không có cái gì khác. Một là tôi sẽ có một cái sức khỏe không tốt để nó khác đi, hai là cái âm thanh của nó bị hư, nó không còn một cái rủi ro nào khác mà mang tính người hơn, cho nên là em muốn thử diễn làm với band xem sao đó. Thì bắt đầu thì thực ra thì cũng được truyền cảm hứng rất nhiều từ kẻ thù truyền kiếp Cam nha. Chị cũng đang không thể tránh khỏi cái suy nghĩ là có một vài những cái thứ chị sẽ lại phải hỏi giống chị đã hỏi Cam ấy. Nhưng mà từ từ chị sẽ hỏi sau. Ok, bao giờ em sẽ release? Em đang cố gắng để tháng 3, tại vì bài này nó cũng lâu lắm mà, tại vì em cũng thật sự là trưởng thành trong quá trình làm band. Nó không dễ như em nghĩ. Cái khó của em lúc đầu là khi mà em làm việc với mọi người, em đi luôn muốn cho họ thể hiện cái tôi của họ,
Nhưng mà thẩm sâu trong em thì cái tôi của em mới là cái mà em muốn nhất. Cái là phải tự thuyết phục mọi người và tự thuyết phục bản thân mình để tìm ra một cái phương án nào đó mà tất cả mọi người đều cảm thấy nó vui. Nó lại ở trong tháng 3. Thế chị sẽ quay lại cái câu hỏi đầu tiên mà đáng lẽ chị hay hỏi nhưng mà chị để dành đến bây giờ. Tại sao em lại chọn uống cold brew và nó nói gì với em? Cold brew là trong khoảng thời gian em uống cà phê á, xong em không thích nó đắng nhưng mà em cũng không thích nó sữa. Cho nên là em thử những cái loại khác và em thấy cold brew nó mang cái mùi cà phê nhưng mà nó nhẹ nhàng với em, và nó có cái caffeine em cảm giác là nó gây ra cho em tim đập nhanh hay này nọ, cũng full option của cà phê đen nhưng mà nó không có cái vị đắng ngát đó. Còn ở cái chỗ mà em hay ngồi là Red Door thì họ sẽ ngâm với những cái hương liệu khác cũng hay, cái em uống và em thích nó từ giờ. Xong rồi em cũng tập ngâm thử nhà và em thấy cái hồi trước mình hay nghĩ là nước sôi rồi mấy cái nhiệt độ, xong giờ mình để cho nó lạnh rồi thấy cũng hay ho, cũng mới mẻ. Một người lúc đầu tưởng là không thuộc về đâu nhưng mà cũng tìm ra được một chỗ đứng của mình. Thuộc về đây. Thuộc về, thuộc về đây. Đây nè, tôi đứng ở đâu thì đó là đây nè. À, định phân hả? Thế nếu ngày mai em phải lên hoang đảo không biết ngày trở về, khi đi chỉ mang theo một cuốn sách? Thật ra thì em sẽ chọn mang theo một cái cuốn sổ không có chữ. Để viết à? Em nghĩ vậy. Viết gì? Chuyện cười trên hoang đảo. Đôi khi là chuyện buồn, em sẽ lật cái đằng trước em viết cái gì nó mắc cười, xem lật cái đằng sau em viết gì đó chuyện buồn cười. Kiểu vậy. Khi hai cái nó gặp nhau thì nó buồn cười. Và nếu chẳng may có ai sau này nhặt được cái cuốn đấy, theo em ai nhặt được? Chị chỉ thiết kế câu hỏi kiểu này cho những người mang sổ thôi, chứ còn mang sách thì chị không hỏi thêm nữa. Em cũng biết là em sẽ giữ cái cuốn rất kỹ. Để không ai sẽ nhặt được á. Đúng. Nó có thể là em kiếp sau. Không hẳn, như là kiểu em sẽ giữ kỹ đến nỗi em quên để nó ở đâu, xong em tìm. Ok. Kiểu vậy. Sao lại chị nghĩ là chuyện buồn rồi chị bỏ kiếp sau chứ? Dạ, quan điểm rồi, chị tiêu cực nghe. Đúng rồi. Đúng, chuyện buồn cười. Rồi đến cuối chương trình rồi. Hôm nay em là Võ Hồ Thanh Vi hay là Tào? Em sẽ đấu qua đấu lại. Ôi trời ơi. Tại vì thường em tham gia cái những cái cuộc trò chuyện, nó sẽ có rất nhiều những câu hỏi mà nó nằm ở cả hai con người của em. Kẻ thù của em trả lời là nó là Toàn. Thì Toàn là nó mà. Đâu có khác gì đâu. Cam hay là Toàn ngày đó cũng là Toàn là nó thôi. Câu đấy phân hơn. Không nên giải thích đoạn sau. Vì Toàn là nó đúng không? Thôi hôm nay còn điều gì em... Trước đấy thì mình vào và hỏi là thế hôm nay nỗi lòng của em kiểu nói lòng nào ấy. Còn điều gì mà mình đã chưa nói trong ngày hôm nay không? Nhiều. Em nghĩ là về những cái thứ mình đã nói thì nó là hết rồi. Còn mỗi một cái chủ đề nó sẽ có rất nhiều thứ khác, cho nên là em cũng không có gì. Hãy ủng hộ cho nhạc của tôi sắp ra. Đúng rồi, chị mục đích là thế mà, đến cuối như thế mọi người nhớ nhé. Không, nhưng mà thế thì em là Vi rồi. Hãy ủng hộ. Hãy ủng hộ cho nhạc của Vi sắp ra. Tham gia vào fanpage anti táo. Cảm ơn nhé. Dạ, cảm ơn chị đã cho em cơ hội. Thực ra có một trong một vài suy nghĩ nào đó em, chị biết mà. Em cứ luôn chờ đợi được ngồi mà, ở đây. Chị biết mà. Chị biết là khi chị mời thằng Cam do nó từ Mỹ trở về là chị đã biết có một đứa ngồi nhà và bảo là bao giờ thì tối. Ok, nhưng mà trả thù được nó rồi. Em luôn là người đến sau. Nhưng mà em sẽ tới trước cho một vài khung đạn khác. Ra nhạc chẳng hạn. Em là người đến sau trước nó. Nó không thể làm đến sau được. Ôi giời. Nếu mà có người hát xì hơi ở tận bên trời Tây thì bạn hiểu tại sao. Cảm ơn Tào đã đến Have a Sip. Và chị nghĩ là sẽ không phải là cuộc một sip. Bằng chứng là em cũng uống mấy sip rồi. Chị mong là mỗi lần ở một cái cột mốc nào đấy của em, chị sẽ ở đấy vào phỏng vấn. Yes. Và chị rất mừng là hai cái lần phỏng vấn của mình là hai cái cột mốc.
cảm ơn Táo, chúc cho em, cảm ơn Vi, chúc cho sản phẩm mới của Vi thành công. Xin chào, hẹn gặp lại Vi. Cả hai người xin chào và hẹn gặp lại chị. Ba người chúng tôi chào khán giả.